Chào các bác nhé. Em lên sóng ngày hôm nay em bán với các bác một số các sản phẩm các cái thớt rời của Đơn Đông và Onkyo và một cái Omni Onkyo và một số các cái cặp loa của Onkyo nữa. Đấy, đầu tiên thì em tiến hành đi test cái sản phẩm đầu tiên. Đó là cái tuner của Onkyo. Đó, cái tuner này model của nó là T405W. Con tuner này hay gọi ngắn gọn là con đài này, đấy, con táp đài. Con này thì bắt sóng FM full 108, full tần số, bắt sóng tương đối là tốt. Và sẽ bán kèm cho anh em là một chiếc anten loại xịn, cũng của Nhật luôn anh em nhé, anten Nhật bãi. Đấy, kèm luôn cho anh em. Bây giờ thì em sẽ quay qua cái hình thức tổng thể của con đài cho các bác xem nhé. Nguyên zin nguyên bản, tất cả mình nguyên zin nguyên bản các bác nhé. Đây, đây là cái nút để anh em mình dò sóng này. Em đi sóng 102, ấn vào đây giữ vào đây. Rồi sẽ lên sóng này. Đấy, mình dò sóng nhé. Đấy. Còn đây là preset là em cài đặt để lưu. Nói chung anh em dò sóng được, dò sóng anh em lưu. Kết hợp với nút memory để lưu. Đấy, vì em lưu một số tần số chính của đài nhé. Là 12.7 này. Đấy, về nữa là 100 này. Về nữa là 90 này. 90.9. Nữa là 96.4 này. Đấy. Ví dụ thế, một số tần số đã lưu rồi, ấn preset sẽ ra. Đó. Anh em ấn vào chế độ này nhá. Ấn vào chế độ về mono nhá. Bình thường nó auto này thì nó sẽ không phát tiếng này. Ấn về mono cho em nhá. Ấn về mono thì nó phát tiếng nhá. Mức cao nhất phạt tiền từ 30 đấy. Đến 40 triệu đồng, tước quyền sử dụng. Kèm theo một chiếc anten. Anten này là của hãng Pioneer. Anten rất là chuẩn luôn. Anten của Nhật anh em nhá. Cái chân này anh em có thể thu vào được này. Thu vào được. Hoặc mình xòe ra để cho nó vững chắc. Em bỏ trên kệ. Em làm một tay nó hơi khó. Đây nha, bành lên ra. Đấy, thì nó sẽ được vững chắc và nó không bị đổ. Em có thể thu vào cũng được. Đấy. Anten này. Rồi, sẽ quay qua hình thức của cái tuner cho các bác nhé. Tổng thể là đẹp nhé. Tất cả bao zin nguyên bản luôn. Sẽ xa một tí thì không đáng kể. Cái này về anh em ghép thêm một dàn quá tuyệt vời luôn. Để em lấy cái thước để em đo cái kích thước cho các bác luôn nhé. Các bác chờ em tí xíu. Đây rồi. Con này size của nó là size 20cm anh em nhé. Đấy, chiều này là 20 này. Chiều dày của nó là 7,5 này, 7,4. Chiều sâu của nó là 26,5, gần 27, 26,5. Đấy. Đây là mặt sau của nó nha. Đây, FM em cắm cho em cái đoạn này đây. Có chữ FM dưới nhá, bên cạnh này là AM này. Đấy. Con này make in Japan luôn, công suất là 9W. Đây là cổng out, cổng này Jamly này. In out Jamly nhá. Đấy, đơn giản này thôi. Điện 100 các bác nhé, điện 100. Điện nguyên bản 100V. Đó. Rồi, con thớt táp này thì em bán với giá là 900.000 miễn phí ship toàn quốc. 900.000 miễn phí ship toàn quốc kèm một chiếc anten cho anh em. Còn chưa kèm dây rắc, chưa kèm đổi nguồn. Anh em nào lấy thì liên hệ số Zalo của Trung Kiên Audio là 0975 575 262. Rồi em xin kết thúc video test tại đây.